bán nhà trả nợ. Anh Lâm, có chuyện gì thế? Có mối hàng trên thành phố vừa trả lại gốm của xưởng ta. Em tìm hiểu thì thấy họ nhập sản phẩm công nghiệp hàng loại rẻ, lại có thể huy động với số lượng lớn. Trời ơi, cậu tìm các cửa hàng khác để chào bán chưa? Em đang cố gắng mà đã đến đợt phải quay vòng vốn để nhập nguyên liệu. Hôm nay cũng quá hạn trả lương tháng mấy ngày rồi ạ. Công nhân họ đang kêu dữ lắm. Lâm à, đợt tới mình định mở thêm một chi nhánh mới của siêu thị. Thiếu vốn quá, cậu bố trí trả mình 200 triệu vay đợt trước nhé. Ừ, được, được, mình sẽ chuyển tiền. Cậu cầm lấy về mở xưởng gốm thủ công. Tớ thấy cậu rất tâm huyết. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong lúc khó khăn. Tớ hứa, muộn nhất chỉ 2 năm nữa, tớ sẽ trả lại cho cậu cả gốc lẫn lãi. Mình tin tưởng cậu sẽ thành công. Khuya rồi sao anh còn chưa đi ngủ? Xưởng gốm ngày càng khó khăn, rất ít đơn đặt hàng, không còn vốn để quay vòng, mà tiền nợ lương công nhân ngày càng lớn. Thêm vào đó, hôm nay Thắng gọi, Bảo đang cầm tiền để đầu tư chuỗi siêu thị. Sao lại đúng lúc này chứ? Làm sao mà trả ngay được? Hay là anh xin khất anh Thắng một thời gian nữa đi. Dù gì hai người cũng là bạn bè thân thiết của nhau. Không được, cậu ấy nói đang rất cần vốn. Suốt 2 năm cậu ấy không lên tiếng đòi nợ mình là cậu ấy đã tình nghĩa lắm rồi. Mình không thể bội tính với cậu ấy được. Để anh tính cách khác xem. Chào anh có thể bớt chút thời gian xem qua các sản phẩm gốm thủ công của chúng tôi. Tôi có thể nhập được một ít để bán thử, nhưng thanh toán sao được không? Bán nhà, bán xưởng gốm, anh có bị làm sao không? Anh nghĩ kỹ rồi, không có cách nào khác. Làm như thế, mình vừa trả được nợ của Thắng, lại trả được lương cho công nhân. Sĩ diện anh cao quá đấy, chỉ một lời xin hoãn nợ, còn hơn cả nhà mình không nhà không cửa. Không nói nhiều, cứ quyết định như thế đi. Còn chuyện chỗ ở của nhà mình, anh sẽ lo được, em yên tâm. Để anh sẽ làm lại cánh cửa cho đỡ gió. Anh xin lỗi vì đã để em và con phải chịu cảnh này. Thôi anh à, vợ chồng mình có chuyện gì cũng đồng cam cộng khổ là vui rồi. Dù chịu khổ bao nhiêu nữa, nhưng anh thật sự cảm thấy rất thanh thản vì đã trả hết nợ nần và không mang tiếng là kẻ bội tín. Thế anh có cho anh ấy biết vợ chồng mình giờ thế này không? Không, anh ấy vẫn đinh ninh xưởng gốm làm ăn rất tốt nên anh mới trả được nợ. À, cậu này phải phạt vì cái tội lừa dối bạn bè. Thắng, cậu sao cậu biết mình ở đây? Mình tìm đến tận xưởng gốm xem quy mô ra sao mới biết cậu vì số nợ của mình mà đã bán nhà bán cửa. Mình thật sự bất ngờ vì cậu đã giữ chữ tín như vậy đấy, Lâm ạ. Nợ của mình thì mình phải trả chứ. Lâm này, mình đã mua lại xưởng gốm đó rồi, cậu về quản lý cho mình đi. Chuỗi siêu thị của mình sẽ dành một gian hàng để trưng bày loại gốm thủ công này. Một thời gian nữa, nếu cậu làm tốt, mình sẽ nhượng lại cho cậu đó. Những công nhân giỏi ở xưởng cũng sẵn sàng quay lại vì rất tin tưởng vào một người chủ biết giữ chữ tín như cậu. Cậu cảm ơn cậu nhiều lắm. Đừng cảm ơn tớ, hãy cảm ơn chính mình. Một người trung thực và thành tín như cậu, không sớm thì muộn cũng sẽ thành công thôi. Học trò ăn vụng. Đã có trò nào giải được câu đố của ta trong buổi học trước chưa? Con thưa thầy, câu đố khó quá ạ. Vậy sao? Thế còn Trần Nam, con nghĩ thế nào? Con thưa thầy, nhà vua muốn làm thịt một con vẹt mà làm được 8 mâm cỗ là điều không thể. Theo con, đối với câu đố của vua, chỉ có thể... Con nói đi, chỉ có thể thế nào? Cái gì thế nhỉ? Trần Nam định làm gì thế?
Chỉ có thể nếu nhà vua mài được chiếc kim này thành một con dao để làm thịt con vẹt. Thế con nghĩ nhà vua không thể làm được sao? Thưa thầy, nếu nhà vua làm được điều đó thì con cũng sẽ làm được 8 mâm cỗ. Giỏi lắm, con thật thông minh. Hoan hô Trần Nam, Trần Nam giỏi quá. Thằng bé vừa thông minh lại ngoan ngoãn, chăm chỉ. Lớn lên sau này sẽ là một người có ích cho xã tắc. Tốt lắm. Trời ơi, người học trò ta tin tưởng nhất mà lại đi ăn vụng thầy vụng bạn như thế sao? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó, thế là tan thành mây khói. Mời thầy xơi cơm ạ. Các con cũng ngồi đi. Vâng ạ. Các con à, ta rất vui vì Giang Sơn xã tắc ngày hôm nay thanh bình yên ấm. Để có được điều này, không biết bao nhiêu anh hùng tướng sĩ đã không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh xương máu ngoài chiến trường. Ta muốn xới một bát cơm để cúng các tướng sĩ. Các con bảo có nên chăng? Dạ thưa thầy, nên ạ. Trần Nam, ý em thế nào? Thưa thầy, con thấy rất nên, nhưng xin thầy để mai hãy làm ạ. Tại sao phải ngày mai? Phải chăng nồi cơm này không được sạch? Dạ, thưa thầy, nồi cơm này hôm nay không còn thanh tịnh nữa ạ. Con nói xem, vì sao lại như vậy? Con là người nấu cơm kia mà. Dạ, khi cơm chín, con mở vung ra xem cơm đã chín đều chưa. Chẳng may một cơn gió ào vào, làm bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống, rơi vào nồi cơm. Có chuyện đó sao? Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Lớp cơm ở trên dính đầy tro bụi và bồ hóng. Con đành xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi. Nhưng nghĩ lại, cơm thì ít, mà nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ làm phần ăn của các bạn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và các bạn ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn cơm sạch để dâng thầy và các bạn. Trần Nam thật là chu đáo. Con xin lỗi vì đã mạn phép ăn cơm trước thầy và các bạn, nên nếu để thầy và các bạn nhìn thấy cơm bẩn sẽ rất bất tiện. Do vậy giờ con chỉ ăn phần rau thôi. Cơm con đã trót ăn trước rồi thì không nên cúng nữa ạ. Con đã làm đúng. Thực ra thầy đã thấy con ăn cơm nhưng lại nghĩ khác. Thành thử thầy muốn thử đạo làm người của con. Quá ra là như vậy. Con ngoan lắm, thầy không trách con đâu. Thì ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành, mà sự việc lại không phải như vậy. Suýt chút nữa thì ta đã trở thành kẻ hồ đồ rồi. Ý chồng hay ý vợ? Em ơi, em! Anh đi làm về rồi à? Ừ, ngồi xuống đây anh nói nghe nè. Anh vừa lĩnh lương, đợt này hoàn thành công việc xuất sắc, nên còn được thưởng nữa đấy. Thật hả anh? Anh tính lần này chúng ta dành dụm được một khoản, nên mua một thứ gì đó hữu ích cho gia đình. Dạ, em cũng đang tính vậy. Anh nghĩ chúng ta nên mua một chiếc tivi. Anh không muốn sang nhà hàng xóm xem nhờ nữa đâu. Với lại cũng sắp đến mùa bóng rồi, có một chiếc tivi ở nhà thì thật tuyệt. Em lại nghĩ chúng ta nên mua một chiếc tủ lạnh, thức ăn thừa cho vào, tiết kiệm được khói ra đấy. Mà đến mùa hè nắng nóng rồi, có những ly nước mát uống cũng thích mà. Chúng ta chỉ có đủ tiền để mua một thứ thôi. Và anh nghĩ là cái tivi cần thiết hơn. Đi làm về mệt mỏi, còn có cái mà giải trí chứ. Em thì em vẫn muốn mua cái tủ lạnh, bao nhiêu là cái lợi. Còn cái tivi, anh đi xem nhờ suốt cũng có sao đâu. Em thì biết cái gì, mỗi lần đi xem nhờ khó chịu chết đi được. Mà có phải lúc nào nhà người ta cũng thoải mái đâu. Em thì thấy cái tivi chẳng giải quyết được gì hết. Chỉ tổ anh ôm lấy nó mà xem bóng đá suốt ngày thôi. Còn vợ anh khổ như thế nào thì anh đâu có biết. Vậy em thử nghĩ xem, em có nghĩ cho anh không? Anh... Thôi, tiền đây, em thích mua gì thì mua đi, tùy. Thank you.
Nếu nhà mình có một chiếc tủ lạnh thì mình sẽ mua một lọ hoa này để đặt lên trên. Kể ra thì cô ấy nói cũng đúng. Cô ấy cũng phải làm việc cả ngày vất vả, về nhà lại còn phải nội trợ. Có một chiếc tủ lạnh cũng thật có ích. Vả lại, mình cũng rất thích uống những ly nước mát lạnh vào ngày hè nóng nực. Chắc là cô ấy cũng nghĩ đến mình trước khi đưa ra quyết định đó. Cho tôi mua lọ hoa này. Ồ, dạ. Mình ơi. Ơ, chiếc tivi. Thế này là thế nào? Anh, em nghĩ lại rồi. Chúng ta nên mua tivi trước. Cả ngày anh làm việc vất vả, anh xứng đáng có những giây phút thư giãn khi về nhà. Đi xem nhờ mãi cũng bất tiện lắm. Với lại, em cũng thích xem phim tình cảm mà. Anh chắc nghĩ như vậy nên mới nhất quyết đòi mua tivi đúng không? Vậy mà em chẳng hiểu ý anh. Anh... Ừ? Anh mua cái gì vậy? Anh mua một lọ hoa để dành tặng em. Khi nào có tủ lạnh, chúng ta sẽ đặt lên đó. Chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Cảm ơn anh. Em đã rất nghĩ cho anh, vậy mà anh lại còn làm em buồn nữa. Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, sẽ sớm có một chiếc tủ lạnh để đặt lọ hoa này lên thôi. Dạ. Chiếc túi thần. Một trăm, trăm linh một, trăm linh hai. Dạ bẩm ông, con đã lôi ông lão Tư lên rồi ạ. Đâu, lão Tư đâu? Dạ bẩm ông, con đây ạ. Này ông Tư, ông theo hầu cho nhà ta đã được mấy chục năm rồi, nhưng nay ông đã già yếu, lại suốt ngày đau ốm, chẳng làm được việc gì cả. Thế nên ta không thể để ông ở lại đây mãi được. Sao, sao ạ? Giờ ông hãy mau cầm đống quần áo cũ của ông rồi đi đâu thì đi đi. Nếu ông đã nói vậy, tôi cũng không dám ở lại nữa. Khoan, mang quần áo đi thôi. Cái túi để lại, ta vẫn còn phải dùng để cất đồ ở trong nhà kho. Thôi đi đi. Tưởng còn lành lắm, hóa ra cũng rách nát mất rồi, lại còn đầy bụi bặm nữa chứ. Quái, bà lão ta đựng cái gì trong túi này thế nhỉ? À. Trời, ngài là... Ta là thổ địa. Chiếc túi ngươi đang cầm trong tay tuy rách nát thế thôi, nhưng lại là một chiếc túi thần. Mỗi lần nhà ngươi thò tay vào sẽ lấy ra được một đồng tiền vàng đây. Ôi, thật vậy sao ạ? Phải, ta cho nhà ngươi mượn chiếc túi này trong 3 ngày. Nếu ngươi cần tiền thì cứ lấy ra, còn nếu đủ rồi thì cứ để đó. 3 ngày nữa ta sẽ quay lại lấy. Ôi trời ơi, chiếc túi thần của ta. Chiếc túi quý thế này mà lão tử không biết. Ta giàu có rồi. May quá, không có ai nhìn thấy. Thế này cho chắc ăn, không ai nhìn thấy được. Đúng là tiền vàng thật rồi. Giàu to, giàu to rồi. Không ngờ chỉ có mỗi việc lấy tiền từ trong túi ra thôi mà cũng mệt đến thế. Dạ bẩm ông, mời ông ra ăn tối ạ. Không được, mình không được nghỉ tay. Mình chỉ có 3 ngày thôi. Ta không ăn, đừng có làm phiền ta lúc này. Dạ vâng ạ. Sắp hết ngày thứ nhất rồi, nhanh quá, cố lên. Dạ thưa ông, mời ông ra ăn sáng ạ. Đã bảo đừng có làm phiền ta rồi mà, biến đi, ăn với uống gì. Quái, ông chủ làm sao mà suốt từ hôm qua tới giờ không ăn uống gì, cũng không ra khỏi phòng là sao? Cố lên, cố lên, cơ hội ngàn năm có một. Hay là bảo thằng Hầu mang cái gì đó vào đây cho mình ăn tạm nhỉ? Đói và mệt quá. Nhưng mà không được,
Nhìn thấy đống tiền vàng này, nó lại chẳng nổi lòng tham ăn cắp của mình ấy à? Thà chết cũng không cho ai vào đây được. Phải cố lên. Thôi chết, đã sang ngày thứ ba rồi. Cố hết ngày hôm nay rồi, muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm. Ông ơi, ông có trong đó không ạ? À? Mời ông ra ăn một tí chứ, đã ba ngày nay ông chưa ăn gì rồi. Ông ơi, ông có nghe thấy con nói gì không ạ? À? Thôi chết rồi, bố ông bị làm sao rồi, nguy quá. Hồ Ly báo tình. Hôm nay xui quá, đi cả ngày trời mà không kiếm được củi. Tiếng gì thế nhỉ? Trời ơi, tội nghiệp chồng con quá. Nàng là ai? Sao lại thiếp là Tiểu Ly? Hôm nay gặp chàng ở đây đúng là duyên trời định. Ý nàng là thiếp ngưỡng mộ chàng đã lâu mà chưa có dịp bày tỏ. Nay được gặp chàng tại nơi rừng thiên nước bạc này, nếu chàng không chê, thiếp nguyện nâng khăn sửa túi, đời này chăm sóc cho chàng. Ôi, ta đang mơ hay tỉnh đây? Ta ở một mình đã lâu, nay được người đẹp như nàng ngỏ ý, ta thật sung sướng biết bao. Nhưng liệu cha mẹ nàng có chấp nhận một người nghèo khổ như ta không? Cha mẹ em mất sớm, từ nhỏ em đã phải tự kiếm sống. Cha mẹ mà biết em có chỗ nương tựa sẽ rất lấy làm mừng. Chàng yên tâm đi. Cảm ơn nàng. Hóa ra mi ở đây, mau bắt con hồ ly này lại. Các ngươi là ai? Sao lại xông vào nhà ta? Hồ ly tinh nào chứ? Ả ta chính là hồ ly tinh biến hóa thành. Không, không phải. Các ngươi nhầm rồi, đây là vợ ta, ở đây không có hồ ly tinh nào hết. Ngươi bị lừa rồi, ả ta vốn là con chồn vàng. Chúng ta đã phát hiện và bắn trúng chân nó khi nó đang leo cây. Sau đó nó chạy thoát được về đây đó. Chúng ta đã lần theo vết máu, không sai được. Chồn vàng ư? Thiếp là Tiểu Ly. Tiểu Ly, lẽ nào Thiếp đúng là hồ ly. Nhưng xin chàng tin thiếp, thiếp chưa bao giờ hại ai cả. Yêu quái thì vẫn là yêu quái, mau bắt nó đi. Không được bắn, nàng là vợ ta, các người không được phép hại nàng. Tên này điên rồi, đừng nhiều lời với hắn, mau bắn đi. Tiểu Ly, Tiểu Ly, nàng không sao chứ? Để ta đưa nàng đi tìm thầy thuốc. Không kịp nữa rồi. Tiểu Ly ơi, sao nàng lại dại dột như vậy? Hãy tin thiếp, thiếp chưa bao giờ làm hại ai. Ta tin nàng. Nhưng sao nàng không nói sớm cho ta, để ta có thể bảo vệ nàng? Nó đáng bị như vậy mà, ngươi còn định bảo vệ nó sao? Người có người tốt, người xấu, hồ ly cũng như vậy. Có ai muốn sinh ra trong thân phận này đâu. Dù hôm nay chết, thiếp vẫn không hối hận. Bởi vì thiếp đã được sống, được yêu thương như một con người. Tiểu Ly, đừng quá đau khổ. Thiếp đi rồi, nếu yêu thiếp thì hãy sống cho thật tốt. Tiểu Ly, nàng ở lại với ta. Tiểu Ly, các người thật là độc ác. Cô ấy là hồ ly thì sao chứ?
cô ấy đã làm hại gì đến các người chưa? Sao các người cứ ép cô ấy phải ra đi? Chúng tôi đã sai rồi. Tình yêu của Tiểu Ly đã khiến chúng tôi xúc động. Lòng tốt không lãng phí. Mình về nhà thôi con. Nhanh, mẹ còn phải đi mua hoa nữa. Hôm nay đi chơi công viên vui quá. Tuần sau mẹ lại đưa con đi mẹ nhé. Được rồi, chủ nhật sau mẹ lại đưa đi. Bác ơi, bác cho cháu hỏi. Sao chỗ công viên thế này lại có thằng bé lem luốc lết hết như vậy? Định xin tiền hay... Cháu hỏi gì? Dạ, bác cho cháu hỏi. Từ đây ra bến xe Mỹ Đình đi lối nào ạ? Thằng bé định đi bộ ra tận bến xe Mỹ Đình sao? Là thật hay trò lừa đảo gì đấy? Từ đây đến bến xe Mỹ Đình xa lắm. Cháu cứ đi thẳng hết đường Kim Mã này rồi hỏi tiếp. Vâng, cháu cảm ơn bác. Ừ, đi đi. Cháu làm sao thế? Cháu đói quá. Quê cháu ở đâu? Bố mẹ cháu đâu rồi? Sao lại lang thang ở đây? Cháu ở Hưng Yên ạ. Từ bé cháu ở với bà ngoại. Bà cháu bây giờ yếu lắm. Cháu phải đi kiếm tiền. Hôm qua có người môi giới cho cháu làm phụ việc bưng bê ở một cửa hàng. Nhưng chủ cửa hàng họ bảo cháu bé quá nên không nhận. Bây giờ cháu chẳng biết làm thế nào để về Hưng Yên với bà vì không có tiền. Thế từ hôm qua đến giờ cháu ăn gì? Cháu được chủ cửa hàng, họ cho một cái bánh mì và một cốc nước lọc. Thế vé xe về quê cháu hết bao nhiêu tiền? Dạ, 70 ngàn ạ. Thế bây giờ cháu định làm thế nào để về nhà? Cháu định đi bộ ra bến xe, xem có ai thuê làm gì không, rồi tiết kiệm được 70 ngàn thì mua vé về ạ. Cháu không lừa bác đấy chứ? Cháu không... Cháu cầm tiền rang cái gì cho tỉnh lại, rồi đi xe ôm ra bến xe mua vé về quê nhé. Chứ cứ lang thang ở bến xe, ai họ lừa đem bán ra nước ngoài thì chết. Cháu cảm ơn bác. Bây giờ cháu đi xe buýt đến bến xe mua gì ăn tạm, rồi về quê với bà cháu luôn bác ạ. Nếu đây thực sự là một màn kịch thì cũng chẳng thể trách mình được, vì thằng bé diễn quá giỏi. Nhưng lỡ mình đang suy nghĩ hẹp hòi quá, nó thật sự chỉ là một cậu bé đáng thương thì sao? Mẹ đang nghĩ gì thế ạ? À không, không có gì. Mẹ con mình về thôi. Đúng là nó lên xe buýt rồi. Đi tiếp ra bến xe xem nó có về Hưng Yên thật không. Tội nghiệp thằng bé, mới tí tuổi đầu. Con đứng đây trong xe, chờ mẹ một lát nhé. Dạ. Cháu ơi. Ôi, bác. Cháu cầm lấy, cho bác gửi biếu bà cháu nhé. Cháu cảm ơn bác. Bác tốt quá. Nào, chúng ta về nhà thôi con. Thế mẹ không đi mua hoa nữa hả? Mình không mua hoa nữa cũng được con à. Hoa chỉ vài hôm là tàn thôi. Chỉ có tình người, lòng trắc ẩn, niềm tin vào cuộc sống sẽ không bao giờ tàn lụi. Ai chịu đựng giỏi hơn? Lại một mùa vụ sắp đến rồi. Năm nay chắc chắn giống bắp ta đây lại cho năng suất cao cho mà xem. Ai đấy? Em là Lúa Miếng Ngọt ạ. Lúa Miếng Ngọt? Sao cái tên nghe kỳ dị thế? Cậu là một giống lúa à? Năng suất thế nào?
Em cũng không biết nữa. Em mới được các nhà khoa học nghiên cứu và chỉ vừa được đưa đến đây để trồng thử nghiệm thôi anh ạ. Tưởng gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là giống cây mới được đưa đi thử nghiệm. Nhìn kìa, anh em bắp, nhìn bọn lúa miếng ngọt kìa. Sao, sao? Có gì mà anh cười vui đến vậy? Anh đang nói bọn lúa miếng ngọt kia kìa. Nhìn hình dạng cũng giống chúng ta, mà cây thì thấp bé, còn còi cọc như cây lúa ấy. Bắp không ra bắp, lúa chẳng ra lúa, đúng là chẳng ra làm sao. Không biết bón phần cho lúa miếng ngọt ít hơn bón cho bắp thì có ổn không nhỉ? Liệu có đủ dinh dưỡng cho nó phát triển không? Mấy nhà khoa học nói mình làm thế nào thì mình cứ làm theo thôi. Nè, lúa miếng ngọt nghe thấy gì chưa? Đã yếu ớt hơn bọn ta mà lại chỉ được bón phân ít hơn. Phen này xác định suy dinh dưỡng đi nha. Đúng đó. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Xin tất cả hãy bình tĩnh, đừng lo lắng quá mà làm gì. Mà nói luôn cho các chú biết là chỉ ít lâu nữa thôi, mùa khô sẽ đến, nắng nóng vô cùng. Anh em chớ có lo, đã đứng trên đồng ruộng là phải chịu đựng nắng hạn mưa bão. Những cây khác chịu được, hà cớ gì chúng ta lại không? Anh nói đúng, vậy chúng ta cố gắng thôi. Nóng quá, sao mùa khô năm nay khắc nghiệt thế nhỉ? Hết nước rồi bà con ơi, khô hạn quá rồi. Mệt quá, chán quá. Thật là mệt mỏi, không biết năm nay có sống qua được hạn hán không chứ. Mấy bữa nay thời tiết hạn hán khắc nghiệt, chúng ta đã phải sống lay lắt thế này thì mấy anh bạn lúa miếng ngọt chẳng chắc đã sống nổi đâu. Này, các anh bắp ơi, chúng tôi vẫn còn sống và đang sống rất khỏe mạnh đây. Ồ, đúng thế thật, bọn họ vẫn xanh tốt. Chắc là bọn họ được nông dân tưới nhiều nước hơn chúng ta rồi. Không phải vậy đâu, các anh được ưu tiên tưới nước nhiều hơn đấy. Đã một tuần nay chúng tôi không được tưới nước rồi. Thật vậy sao? Sao các anh có thể sống tốt như vậy? Chà, tốt quá. Thưa giáo sư, đây đúng là giống cây kỳ diệu, vừa giỏi chịu hạn lại không cần nhiều phân bón mà vẫn rất xanh tốt. Bởi những phẩm chất ưu việt đó mà chúng tôi đang xem xét để sắp tới quy hoạch toàn bộ vùng này thành khu vực trồng lúa miếng ngọt thay thế cho bắp và lúa. Chúng ta đúng là đã vội vàng kiêu ngạo rồi. Ai biết được những thân cây bé nhỏ kia lại mạnh mẽ đến vậy chứ. Chuyến du lịch đáng nhớ. Chà chà, mẹ hôm nay làm nhiều món ngon thế này cơ mà. Hiếu, ăn đi con. Chỗ này là thăn chuột của con bò. Mỗi con chỉ có một ít bé xíu thôi, nhưng mà chính chỗ này lại là phần ngon nhất đó. Con không thích, con không ăn đâu. Con không thích ăn những món này, con chỉ thích ăn xúc xích rán thôi. Sao mẹ không làm xúc xích rán cho con? Hiếu, ăn xúc xích nhiều không tốt đâu con. Đây toàn là những món ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây. Chúng ta chiều con quá rồi anh à. Cứ để lâu ngày như vậy, con mình sẽ hư mất. Để anh nghĩ cách xem. Ba ơi, con mang cả con Ti Ti đi du lịch nữa nhé. Ừ, thế cũng được. Con muốn về nhà. Sao ba nói đưa con đi du lịch cơ mà? Sao lại đến chỗ xa lắc,
vắng người thế này. Con không biết đó thôi. Người ta gọi đây là du lịch trải nghiệm. Chúng ta sẽ xin vào sống cùng với người ở địa phương để khám phá tập quán, văn hóa của họ. Rất thú vị con à. Ôi, biết thế này con không đi nữa. Ở nhà đi khu vui chơi thích hơn. Ba, chúng ta thuê xe về thôi. Thôi chết, làm sao giờ? Ba bị rơi ví rồi. Để ba gọi cho mẹ cầu cứu nha. Ôi chết, hôm qua ba quên không sạc pin. Chúng ta tạm thời phải ở lại đây thôi con. Đúng ra là cha con chúng tôi ở trọ nhà bác mấy hôm, nhưng chiều nay tôi bị rơi mất ví. Bác có thể cho cha con chúng tôi ngủ nhờ được không? Bù lại chúng tôi sẽ làm việc cho bác. Được, mai tôi sẽ dẫn hai cha con đi bẻ ngô. Bẻ ngô? Mình không được đi chơi sao? Ai, du lịch cái kiểu gì vậy? Mai con không đi làm có được không? Được, nếu con có thể chịu được đói và lạnh. Nếu không làm thì sẽ không có chỗ ở và cũng không có đồ ăn, cũng chẳng có tiền về nhà. Con xin bát cơm ạ. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Hết rồi cháu à. Mẹ ơi, cho cháu con xin bát cơm. Thôi, cháu no rồi ạ. Thôi, con cũng no rồi. Sao lúc nãy tớ nhường cơm mà cậu không ăn? Lúc đó tớ mới nhớ ra là mẹ cũng mới chỉ ăn có một bát, nên nhường lại cơm cho mẹ. Nhường cơm cho mẹ ư? Còn đói không con? Con á. Thế sao lúc nãy không ăn hết chỗ cơm? Con thấy còn chút xíu cơm nên nhường cơm cho bạn AK, nhưng bạn ấy lại nhường cơm cho mẹ mình. Con thấy không? Ở nhà cơm canh ngon ngọt nhưng lúc nào con cũng để thừa. Còn ở đây, bạn AK chịu đói để nhường cơm cho mẹ. Ba ơi, con đã không biết còn nhiều người khó khăn như vậy. Con rất may mắn thì có ba mẹ luôn cho con đầy đủ mọi thứ. Nhưng con lại không ngoan. Con trai của ba giờ đã lớn rồi. Đã biết quý trọng đồ ăn, còn biết chia sẻ, nhường đồ ăn cho bạn nữa. Chuyến đi này xem ra rất ý nghĩa. Bài tập dành cho ai? Món quà của bạn Mai đẹp ghê. Thật là hợp với mình. Phải xuống khoe ba mẹ mới được. Ba mẹ, nhìn con này. Ờ, gì thế con? Ba mẹ đang bận. Lát nữa nói chuyện sau nhé. Mẹ chả quan tâm gì đến mình cả. Hóa ra ba mẹ muốn làm mình bất ngờ đây mà. Ba mẹ vẫn nhớ tới sinh nhật của mình. Công chúa đi học về rồi đó à? Là bác nấu mấy món ăn ngon này à? Cháu cứ tưởng. Tưởng mẹ cháu làm hả? Bác còn nhớ hôm nay là sinh nhật cháu nên nấu nhiều món ngon để cháu ăn. Vâng ạ. Bác ơi, ba mẹ cháu không có nhà sao? Ừ, ba mẹ cháu nói là hôm nay phải tiếp đối tác nên không ăn cơm nhà. Cháu ăn đi này, tôm tươi mà, ngon lắm đó. Món cháu thích nhất đấy. Ừ, dạ. Con chào ba ạ. Ừ, chào con. Con đi học về rồi à? Vào rửa tay rồi ăn cơm với bác Xuân đi. Ba mẹ lại không ăn cơm ở nhà sao ạ? Ừ, ba mẹ phải đi tiếp khách con gái à. Nhanh lên em, muộn mất rồi.
Đây, xong rồi đây mà. Con ở nhà ngoan nha, ba mẹ đi công việc. Nhưng mẹ ơi, hôm nay cô giáo cho con bài tập về nhà, ba mẹ phải giúp con làm mới được. Ừ, để khi nào ba mẹ về đã nhé. Mình đi thôi anh, muộn mất rồi. Nào, vào nhà thôi, lần sau anh đừng có mà uống say thế này nữa nhé. Ơi, say đâu mà say, em thật là... Phương, sao giờ này con chưa ngủ nữa? Thôi, đi ngủ nào, anh mệt lắm rồi. Mẹ ơi, ba mẹ cho giúp con làm bài tập mà. Ôi trời ơi, không làm được bài thì gọi điện hỏi bạn hoặc cô giáo đi chứ. Còn có thấy ba mẹ đi tiếp khách, thời gian đâu giúp con làm bài tập. Thôi, con mau đi ngủ đi, mai còn đi học sớm. Sao giờ này con bé còn chưa đi học về, không biết la cà đâu nữa. Tôi đã gọi điện đến nhà của cô giáo và các bạn mà không thấy có cháu Phương ở đó. Tôi lo quá cô cậu ạ. Cô giáo nói hôm nay Phương cũng không tới lớp. Phải đi tìm con ngay thôi. Để anh đi báo công an. Con đi đâu giờ này mới về? Con có biết mọi người lo lắng thế nào không? Dạ, con... con xin lỗi. Tại sao hôm nay con không đi học? Tại con chưa làm bài tập nên con xấu hổ, sợ cô la. Bài tập khó lắm mà, sao con không làm được? Không ạ, cô cho bài tập về nhà là hãy để một ai đó trong gia đình ôm rồi ghi lại cảm nghĩ của mình. Từ hôm qua con rất muốn ôm ba mẹ, nhưng mà mọi người ai cũng bận, con không hoàn thành bài tập nên không dám đến lớp. Con... con gái. Ba mẹ thật vô tâm quá, mãi mê làm ăn mà quên mất con gái cần gì. Ba mẹ xin lỗi con. Nào, giờ mình làm bài tập về nhà cho con nhé. Con gái, từ giờ chúng ta sẽ làm bài tập này thường xuyên nha. Dạ. Hàng rào thép gai. Còn khó kìa, hôm nay mày tới số rồi. Khôn hồn thì đứng lại nộp má cho ta. Đường cùng rồi. Chuẩn bị tinh thần nộp mạng đi. Chết tôi rồi. Con sư tử ấy đâu rồi? Sao ta lại là sư tử thế này? Gì thế này? Sao ta lại là My? My lại là ta thế này? Đứng lại! Đứng lại! Tên thỏ trắng nhát gan kia! Cứ để ta tìm được thì liệu hồn! May quá, hắn đi rồi. Mà sao mình phải sợ? Giờ mình đã là sư tử rồi mà. Núp trong bụi rậm làm gì đó ông anh? Ôi, chó sói! Trời, thế anh nghĩ em là chồn sao? Ta đói bụng rồi. Giờ ta đi kiếm vài củ cà rốt ăn. Kiếm vài con mồi ăn đây. Này! Tôi nghe nói sắp tới có lão hổ khu bên sang để cướp địa bàn của ngài đó. Rồi cả cái rừng này, lão sẽ tận diệt hết mồi của anh em ta. Cái gì? Cái gì? Hổ á? Ông anh sợ hả? Ta mà sợ lão ư? Bao giờ lão sang tới đây, ta sẽ cho lão biết tay. Thôi, ta đi kiếm ăn đây. Không được rồi, nếu lão hổ đó mà sang khu rừng này thì toàn bộ loài vật ở đây sẽ bị nguy hiểm. Mình phải đi báo cho các loài vật biết để cảnh giác mới được. Bực quá đi mất.
ta mà trong hình hài của sư tử thì mới biết tay ta. Đúng là một miếng mồi ngon. Chẳng lẽ số phận của ta đến đây là chấm hết, chết lãng xẹt dưới móng vuốt của kẻ thù ư? Cút đi, cút đi, thả bạn thỏ trắng ra. Các bạn ơi, dừng lại, dừng lại. Tớ không làm hại các bạn đâu, tớ là... cứu tôi với. Thôi chết, hình như là lão hổ. Lão hổ sang địa bàn này thật rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Dừng lại, con hổ ác độc kia, hãy biến khỏi đây ngay. Ây da, giờ ta mới biết là trên đời này có sư tử muốn cứu thỏ đây. Hay là mi muốn cướp món mồi ngon của ta? Không dễ vậy đâu. Mau cứu ta, cứu ta. Người có sao không? Tôi không sao. Được rồi, người cứ nghỉ ngơi đi. Bao giờ khỏe, chúng ta sẽ trở lại hàng rào ấy để hoán đổi lại thân xác cho nhau. Từ giờ ta hứa sẽ không bắt nạt các loài vật trong rừng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ khu rừng này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.